Dạ Nhung xin mến chào tất cả cô bác anh chị gần xa Xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh Nhung Đặng Family Cuộc Sống Hoa Kỳ Trước mặt cô bác anh chị đây là dĩa bánh chuối hấp mà Nhung mới vừa làm xong Thì nói chung món bánh chuối hấp này có rất là nhiều cách làm và rất nhiều cách pha bột khác nhau Nhưng hôm nay là Nhung xin phép được chia sẻ cái cách làm của Nhung Bánh sau khi làm ra xong rất là mềm dẻo, để vào ngày hôm sau vẫn không bị cứng nha cô bác anh chị. Và ăn kèm nước cốt dừa và mè rang như thế này rất là thơm ngon. Rồi bây giờ nhung xin mời tất cả cô bác anh chị mình cùng vào bếp thực hiện với nhung nha. Cũng giống như thường lệ, trước tiên nhung sẽ giới thiệu các phần nguyên liệu. Ở đây là chuối, bột gạo, bột năng, đường và ít muối nè cô bác anh chị. Hôm nay cách làm rất là đơn giản. Chuối thì ở đây nhung sử dụng chuối sứ cái trọng lượng chuối hôm nay nhung làm là 800 g sau khi bóc vỏ rồi nghe cô bán chị chuối sau khi bóc vỏ xong thì nhung sẽ dùng một cái cây ép như thế này một số cô bán chị mình có thể là dùng tay để bóp chuối cho nhuyễn ra cũng được ở đây nhung có cái cây này để mình là tán nhuyễn cái khoai cái chuối ra rất là dễ nè đó mình cứ dùng cái này mình ấn ấn xuống như thế này thì chuối mình sẽ nát nhiều ra như thế này nè cô bán chị đó rất là nhẹ nhàng và rất là nhanh ha. không cần phải bóp mà cũng đều lắm nó chuối nó mịn nó đều hơn là mình bóp tay nhiều khi có còn viên lớn viên nhỏ rồi bây giờ nhung sẽ đi pha cái phần bột ở đây á, nhung sử dụng là 300 ml nước nước này, này thì nhung sử dụng nước hơi ấm ấm thôi cô bán chị có nghĩa là nước sôi nhung để nguội hơi ấm ấm á rồi giờ nhung sẽ cho vào đây là 100 trăm g đường cát nếu mà cô bán chị mình có đường cát màu vàng á, thì nó sẽ ngon hơn ở đây nhung sử dụng đường mía nó hơi nâu nâu chứ nó không có vàng lắm trong lúc nước còn ấm ấm á, nhung sẽ khuấy cho cái đường mà nó tan ra trước khi nhung cho bột vào thì nếu mà cô bác anh chị mình có thể bắt lên bếp mình nấu nó cho đường tan cũng được nha. Ở đây Nhung sẽ cho vào đây là bột gạo trước mắt là bột gạo nè cô bác anh chị Bột gạo này có trọng lượng là 200g ha Mình cho từ từ thôi nó Bột gạo thì làm cho cái bánh mình nó mềm nó ngon hơn Nhưng mà tại vì Nhung muốn cho cái bánh mình nó có cái độ dai á Nên Nhung cho vào đây một ít bột năng Bột năng ở đây là 100g bột năng nếu mà cô bác chị mình thích dai còn không thích dai thì mình cứ cho bột gạo không cũng được không sao hết nha rồi bây giờ mình Nhung sẽ trộn đều có hỗn hợp bột gạo và bột năng lên Ở đây Nhung cho vào đây là khoảng 1 phần 2 muỗng cà phê muối Rồi muốn cái màu đẹp thì Nhung sẽ cho một chút xíu bột nghệ Nếu mà cô bé anh chị mình có dầu chuối hoặc là mình có đường màu vàng thì không cần phải cho bột nghệ nha Rồi sau khi khuấy xong cái bột như thế này và Nhung cái trộn chuối lên Nhung sẽ đổ cái phần bột lúc nãy mình pha trước đó Mình cho bột nở ra trước đó, mình cho vào trong cái chuối này Sau đó mình sẽ trộn đều hỗn hợp, hai cái hỗn hợp này lên lại với nhau thì sau khi mình trộn xong cái chuối mình nó sình sệt như thế này là đạt nè cô bán chị Không quá lỏng mà cũng không quá đặc nha Nếu mà cô bán chị mình trộn đặc có thể bánh mình sẽ bị cứng Rồi bây giờ Nhung sẽ chuẩn bị sẵn những cái chén như thế này Những cái chén nhỏ nhỏ như thế này Để Nhung làm cái khuôn Nhung đổ á Nếu mà cô bán chị mình có thể đổ khuôn lớn, khuôn tròn, khuôn vuông hoặc là khuôn dẹp gì đều được hết nha còn ở Việt Nam mình nếu cô bán chị mình không có cái khuôn á, thì mình lấy cái giá cân á Cái giá cái cân của mình á, mình đổ cũng được cũng rất là ngon Bằng nhôm đó cô bán chị, yên bằng inox á Rồi bây giờ Nhung sẽ thoa một ít dầu vào trong cái lòng chén, lòng khuôn như thế này để chút xíu mình lấy bánh ra cho nó dễ Còn nếu cô bán anh chị mình không có thoa, chút xíu mình lấy ra bánh nó bị cứng á Hoặc cũng có thể mình lót cái giấy ở bên dưới ha, lót cái giấy màng bao thực phẩm bên dưới trước khi mình Cho bột vào thì chút xíu mình lấy bánh ra nó cũng rất là dễ Rồi mình sẽ thoa một lớp mỏng mỏng như thế này Sau đó Nhung sẽ cho bột vào trong cái lòng chén, lòng cái khuôn của mình ha Bên kia thì Nhung bắt một cái nồi nước trên cho sâu để khi mình cho cái sửng bánh mình vào hấp Cô bác anh chị lưu ý là bánh mình hấp là phải trong cái nước sôi sùng sục nha Sửng này nó cũng rất là kính cô bác anh chị nên Nhung khi Nhung hấp là khoảng 5-7 phút là Nhung sẽ xả hơi một lần Và cái thời gian hấp bánh là sẽ khoảng 15 phút đến 20 phút tùy theo cái khuôn lớn nhỏ Nếu mà hấp chén này thì 15-20 phút còn cô bác chị mình hấp khuôn có thể là nửa tiếng nha rồi bây giờ bánh sau khi hấp xong nửa tiếng thì cái bánh như thế này nè cô bán chị Nhung sẽ dùng cây tăm nhung xiên như thế này Để thăm bánh có chín chưa Nếu mà bánh chín là bánh sẽ cây tăm nó sẽ không dính bột Rồi bây giờ sau khi bánh chín Nhung sẽ lấy ra và Nhung sẽ cho tiếp cái phần khuôn chuẩn bị lúc nãy giờ đây mình hấp cái sửng lần 2 Đó bây giờ cô bán chị mình thấy ha Nhung hấp hai tầng ha Cái sửng nha Nhung có hai tầng Nói chung là nhà có chén dĩa nhiều Nhung gom hết Nhung làm bánh Rồi bây giờ đây là thành quả của cái sửng đầu tiên nè cô bán chị À, rất đẹp ha Nhung sử dụng những cái chén nước chấm ở nhà Nhung có sẵn nè Nhung làm cái khuôn đổ như thế này Nhìn cho cái bánh mình nó lạ lạ chút xíu Mấy là hơn lần trước Nhung có chia sẻ cách làm bánh chuối hấp mà làm bằng khuôn rồi Rồi bây giờ trong khi chờ đợi thì Nhung sẽ đi nấu nước cốt dừa Ở đây Nhung sử dụng là 400ml nước cốt dừa lon nha Nếu mà cô bác anh chị mình ở Việt Nam sử dụng được nước cốt dừa từ cái trái dừa dắt ra thì nó rất là ngon Nhung sẽ cho vào đây là hai muỗng canh đường tùy theo cô bán chị mình thích ăn ngọt ăn lạc ăn mặn như thế nào thì mình sẽ cho các gia vị theo cái khẩu vị của mình khác nhau ha rồi một muỗng canh bột để cho làm cho cái nước cốt dừa mình nó sệt lại bột thì bột gì cũng được hết bột gạo bột năng bột nếp đều được sẽ tiếp tục cho vào đây thêm là muối cô bán chị ở đây nhung sử dụng 1 phần hai muỗng cà phê muối để cho cái nước cốt mình nó đậm đà hơn rồi bây giờ mình sẽ khuấy lên cho tan bột trước khi mình bắt lên bếp mình nấu nha cô bán chị rồi bây giờ sau khi mình đắt lên bếp nấu xong thì mình nấu đến khi cái hỗn hợp mà nước cốt dừa mình nó sần sệt như thế này là đạt rồi nè. À. Cô bác anh chị mình có thể thích ăn hành thì có thể cho hành lá vào lúc này. Còn không thì ăn không như thế này cùng mè cũng được. Hôm nay với cách làm bánh chuối này thì Nhung sẽ ăn với lại mè rang, không có ăn nước cốt dừa với lại hành. Rồi bây giờ Nhung sẽ lấy bánh ra sau khi để nguội thì Nhung sẽ dùng cái cây giác bột như thế này nè cô bác anh chị. Và cũng có thể dùng cái dao cũng được ha mình vét vòng vòng như thế này để mình cho cái bánh mình khử cái bánh như thế này cho nó bông tróc ra khỏi cái chén cái dĩa mình lấy ra cho dễ thôi đó đây sau khi bánh lấy xong cái mặt dưới bánh là như thế này nè cô bác anh chị rất là trong và rất là dẻo mềm không có bị cứng nha bánh này sau khi hấp xong và để ngủ là vẫn không bị cứng nha cô bác anh chị nếu mà cô bác anh chị mình sợ cứng ấy, thì mình cho ít cái bột năng lại xíu còn không thì mình cho bột gạo không cũng được không sao hết đó nếu mà cô bán chị mình thích ăn dai thì cho thêm bột năng còn không thì mình cứ tăng cái lượng bột gạo của mình lên rồi đây là thành quả nè cô bán chị nhìn thấy cái bánh nó rất là trong ha rất là đẹp nha rồi bây giờ nhung cũng thử thêm mấy cái chén nữa cho xong nói chung khi mình có thoa dầu lên cái chén nha, cô bán chị cái khuôn á thì mình lấy bánh ra rất là dễ còn nếu mình không có thoa thì mình lấy cái bánh nó sẽ bị dính trong cái chén nó hơi khó lấy thôi nên bị bể bánh của mình đó thì mình cứ tiếp tục lấy như thế này đến khi hết thì thôi nha rất là dễ rồi đây là thành quả sau khi nhung lấy xong một cái một cái lần hấp là hai cái sừng nhung hấp được bao nhiêu chén rồi cô bác anh chị. Bánh mình rất là trâu mà rất là đẹp ha. Nói chung cái màu không đẹp là tại vì mình không có cái đường vàng với lại mình không có cái màu dầu chuối á. Đó, bánh sau khi xong nhung cắt nhỏ như thế này nè, cô bác anh chị thấy nhìn rất là đẹp. Rất là mềm và rất là dẻo nha, nhung bẻ như thế này rất là dẻo nha. Đàn hồi rất là tốt, không có cứng bánh mà cũng không có quá mềm nếu mà cô bác anh chị mình đổ cái khuôn lớn, khuôn dẹp dẹp giống như giá cân á thì mình sẽ thấy được cái độ cái độ dịu hoặc của cái bánh. Nhung sẽ chan nước cốt lên trên nè, nước cốt mình thắng này sạch sệt như thế này nè cô bác anh chị mình sẽ ăn rất là ngon. Đó mình chan nước cốt lên tùy thích nha, mình rắc xíu xíu mè rang lên. Ở đây Nhung sẽ sử dụng mè trắng rang sẵn như thế này, rất là thơm. Rồi giờ Nhung xin mời cả nhà nha, Nhung ăn thử miếng cho cô bác anh chị mình xem nè, cái bánh. Đó, Yeah, chuối mình chấm nước cốt nhiều như thế này ăn nó rất là ngon để nhung thử nhung xin mời cả nhà mình cùng thưởng thức nha với cách làm này thì nhung nghĩ là rất là ngon đây rồi nhung xin mời cả nhà mình nè bánh rất là dịu quạt và rất là ngon ngon lắm cô bác anh chị rất là à, dẻo ha bánh nó dẻo dẻo vừa phải không quá cứng không quá mềm cái nước cốt dừa thì rất là béo và thơm mặn mặn ngọt ngọt cộng thêm với lại cái mè trắng rang của mình rất là thơm và nhung xin mời cả nhà mình một lần nữa nha thì qua đây nhung cũng xin mến chúc tất cả cô bác anh chị mình thật là ngon miệng và thành công tất cả những nguyên liệu và cách làm nhung sẽ để ở khung mô tả nếu mà cô bác anh chị mình thích thì có thể vào bấm vào để tham khảo cách làm của nhung nha và một lần nữa thì nhung xin nói lời cảm ơn tất cả cô bác anh chị gần xa đã yêu thương ủng hộ và đăng ký kênh cho nhung trong suốt thời gian qua nếu mà thấy video này hay hữu ích thì vui lòng cho nhung xin một cái like một cái chia sẻ, một cái đăng ký kênh, ủng hộ Nhung nha cô bác anh chị. Nếu mà có thắc mắc gì về cách làm cũng như là nguyên liệu thì cô bác anh chị mình vui lòng để lại cái bình luận bên dưới video này hoặc cũng có thể để lại lời nhắn hoặc là email, Facebook cho Nhung. Nhung sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất và trong khả năng hiểu biết của Nhung. Một lần nữa thì Nhung xin nói lời chào tạm biệt và chúc tất cả cô bác anh chị mình thật nhiều sức khỏe nha. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.